gần 2 tháng trực tiếp hỗ trợ đồng hành với bố con cháu L, bé 12 tuổi sinh con, anh Lê Thành Trung, câu lạc bộ sẻ chia sự sống Hà Nội cho biết, anh cùng các thành viên không khỏi xót xa. Điều lo lắng của chúng tôi là bé L đang có một số biểu hiện của hội chứng Stockholm. Nếu thật như vậy, việc giúp bé ổn định tâm lý vượt qua nỗi đau bị xâm hại có thể sẽ khó khăn hơn. Hội chứng Stockholm là một phản ứng tâm lý xảy ra ở nạn nhân bị bắt cóc hoặc làm dụng tình dục khi họ không nhận thức được bản chất tiêu cực của hành vi xâm hại đối với hội chứng Stockholm các con tin hoặc nạn nhân bị lạm dụng có thể vô tình nảy sinh sự đồng cảm về tâm lý với kẻ thủ ác nhiều nhà tâm lý học và chuyên gia y tế coi hội chứng Stockholm là một cơ chế đối phó hoặc một cách để giúp nạn nhân xử lý chấn thương về tâm lý trong hoàn cảnh hiểm nghèo anh Trung cho biết sở dĩ anh nghi ngờ như vậy là do bé L có một số biểu hiện khác biệt với phần lớn trẻ vị thành niên bị xâm hại mà câu lạc bộ đã hỗ trợ trước kia. Thường thì trong các trường hợp nạn nhân bị dùng vũ lực đe dọa cưỡng bức, các cháu sẽ có biểu hiện vô cùng sợ hãi, tránh né đàn ông, rút lui giao tiếp với người lạ và rất sợ hãi. Còn khi chúng tôi tới chơi, rất ngạc nhiên là bé Lờ quá vô tư. Khi được chúng tôi đưa đi chơi tô tượng, gấp thú, bé vẫn rất hồn nhiên. Chúng tôi nghi ngại cháu Lờ có sự khác biệt là do con thiếu thốn tình cảm ôm ấp của mẹ từ nhỏ bố lại bận rộn chảnh mảng không chăm sóc kỹ, rất có thể kẻ xâm hại đã dụ dỗ cháu bằng bánh kẹo đồ chơi. Bé không nhận ra ý đồ phía sau nên có thể cho rằng đó là người yêu thương mình. Cũng vì không được giáo dục giới tính, không biết phân biệt hành vi xâm hại và hành vi yêu thương, rất có thể bé đã đánh đồng hành vi xâm hại là hành vi yêu thương. Đó là điều nguy hiểm nhất với các nạn nhân nhỏ tuổi. Anh Trung cho biết thêm, trong nhiều năm hỗ trợ các nạn nhân vị thành niên bị xâm hại tình dục, Họ đã từng gặp tình huống nạn nhân nghi ngờ bị hội chứng Stockholm. Những nạn nhân bị lạm dụng này còn hiểu lầm rằng mình và đối tượng xâm hại có mối quan hệ tình cảm và thậm chí có phản ứng thù hàn gia đình khi đưa vụ việc ra ánh sáng. Tôi và các tình nguyện viên đều thấy đau buồn và lo ngại cho cháu lờ. Cháu là đứa trẻ còn chưa hiểu hết về cơ thể mình. Một đứa trẻ còn đang thích tô tượng, thích trà sữa, chơi thú bông, thích KFC mà đã sinh con bị đầy một trọng trách quá lớn, quá là xót xa sau một thời gian tiếp xúc hỗ trợ gia đình bé l anh trung cho biết câu lạc bộ coi cháu như người trong gia đình rất thương cháu và thương cả ông bố nữa anh nhận định dù bên ngoài bé l vẫn ngây thơ nhưng nỗi đau trong cháu quá lớn anh kể lại bé l thích những đồ chơi bóp được để cho đỡ khó chịu trong người anh và các tình nguyện viên đã tặng bé mấy con thú bằng cao su để cháu chơi nhưng chỉ được một buổi món đồ chơi đã hỏng do bị bóp quá nhiều một lần khác khi hỗ trợ bé nhắm tặng bé một con búp bê, bé Lờ đã bẻ, bóp vứt đi, kiểu như chút giận vào con búp bê đó. Những biểu hiện này là điển hình của các nạn nhân trải qua sang chấn tâm lý nhưng gặp khó khăn trong diễn đạt cảm xúc. Nhận thấy điều đó, ngay khi nhận được hỗ trợ bé Lờ, các thành viên trong câu lạc bộ thường xuyên gặp gỡ dẫn bé Lờ đi chơi và đưa chuyên gia tâm lý đến để trợ giúp cho bé. Về việc bé Lờ đã sinh con, dựa trên kinh nghiệm nhiều năm hỗ trợ các trường hợp tương tự, anh Trung nêu quan điểm để cháu lờ ở cạnh con mới sinh có thể gây nguy hiểm cho cả hai. Bé lờ không có chuẩn bị tinh thần gì, không có hình dung gì về việc tối thiểu của phụ nữ, việc làm mẹ vì không ai dạy cháu gì cả. Từ cách cháu phản ứng với đồ chơi, không lường trước được bé lờ sẽ phản ứng như thế nào với em bé mới sinh. Một đứa trẻ suốt ngày khóc lóc đòi hỏi sự chăm sóc rất vất vả. Với những người trưởng thành có thể gây ra sự căng thẳng còn với một đứa trẻ vừa trải qua sang chấn, không hình dung được phản ứng của cháu L sẽ ra sao. Dự định của bố cháu L là chúng tôi sẽ hỗ trợ đưa bé trai về mái ấm nuôi một thời gian. Đến khi bé L ổn định về tâm lý, sẽ cho tiếp xúc dần dần, làm quen dần với con. Chúng tôi sẽ thay thế mẹ bé L hướng dẫn kỹ năng dạy dỗ cho cháu những kỹ năng tối thiểu bế ấm và chăm sóc con. Anh Trung cho rằng Việc hỗ trợ hồi phục tâm lý cho cháu L cần nhiều thời gian. Câu lạc bộ sẵn sàng hỗ trợ lâu dài để sau này cháu L có thể trở về hòa nhập cuộc sống nếu gia đình yêu cầu. Không phải sinh con xong là hết chuyện. Với các nạn nhân bị xâm hại dẫn đến sinh con, diễn biến tâm lý sau khi sinh cũng cần được chú ý. Cháu L cần được hỗ trợ sau đó rất nhiều để có thể sống tiếp và hướng đến việc đi học lại, có tương lai anh DNA, cha của bé gái 12 tuổi bị xâm hại đến sinh con, có lẽ đang sống trong những ngày dối bời nhất cuộc đời. Việc xử trí như thế nào với đứa trẻ đã khiến anh đau đáu chăn trở từ khi phát hiện con gái mang bầu do bị xâm hại. Thời điểm đó, vì không thể phá bỏ thai nhi đã 24 tuần tuổi, lại lo ngại ảnh hưởng đến khả năng sinh nở trong tương lai của con gái, anh A đành để cho con gái sinh cháu, anh Lê Thành Trung, câu lạc bộ sẻ chia sự sống Hà Nội, nhóm đã hỗ trợ gia đình nạn nhân mấy tháng nay, cũng cho hay. Việc cân nhắc giữ lại nuôi hay cho đứa trẻ đi nơi khác khiến anh A rất băn khoăn. Nếu cho em bé đi làm con nuôi, anh A sợ rằng sau này bản năng người mẹ trỗi dậy, cháu L sẽ hỏi hoặc oán hận bố. Nhưng để lại em bé, anh A cũng lo rằng, việc mỗi lần nhìn thấy sẽ ám ảnh và nhớ về phút giây bị xâm hại. Mặt khác, cháu L còn quá nhỏ, chưa thể chăm sóc được con, anh A cũng không có điều kiện kinh tế để nuôi cả con lẫn cháu. Sau khi bàn bạc, câu lạc bộ sẽ chia sự sống Hà Nội và anh A đã cùng thống nhất quan điểm, sẽ tìm nơi nhờ nuôi dưỡng đứa trẻ vài năm, rồi dần dần khi bé L lớn hơn, sẽ cho bé lờ tiếp xúc với con thay vì đem đứa trẻ làm con nuôi cho người khác. Anh Trung cho hay, câu lạc bộ sẽ chia sự sống Hà Nội đã hỗ trợ nhiều trường hợp tương tự như cháu L và tin rằng phương án này ít mang lại tổn thương hơn. Nhiều người tin rằng cho em bé sơ sinh đi làm con nuôi cho khuất mắt, không giữ lại dòng giống của kẻ xâm hại là tốt nhất. Nhưng chúng tôi tin rằng điều này chỉ giải quyết được cảm xúc tức giận, căm phẫn nhất thời của người nhà nạn nhân. Ngược lại, thời gian trôi qua, quyết định này có thể gieo nỗi ẩn hận, nỗi đau cho người mẹ nhí và cả gia đình. Đứa trẻ dù sinh ra theo một cách ngang trái, vẫn là máu thịt của mẹ nó. Không thể nói bỏ đi là xong, không còn dính dáng gì. Quan điểm của câu lạc bộ là sẽ cố gắng tối đa hỗ trợ để người mẹ có thể giữ lại con, sau này con vẫn có mối quan hệ với mẹ, hãn hữu lắm mới cho đứa trẻ đi làm con nuôi. Trong trường hợp bé lờ khi trao đổi với chúng tôi, bố cháu lờ cũng có mong muốn như vậy. Anh Trung cũng cho biết, để người mẹ nhí giảm được sốc về tâm lý, tốt nhất là tách đứa trẻ sơ sinh từ khi vừa lọt lòng để chăm sóc riêng với người mẹ. Nếu có thể Tốt nhất là để người mẹ điều trị ở một phòng riêng, cách ly khỏi những cảm xúc của các sản phụ khác. Khi ở phòng chung, nhìn thấy các sản phụ khác đón con về, ôm ấp con, chăm sóc con, người mẹ nhí có thể sẽ nảy sinh sự quan tâm, tò mò, sợ hãi, gây ảnh hưởng tâm lý. Mọi người cùng phòng cũng có thể vô tình hỏi thăm xì xào, có thể gây phản ứng tiêu cực, tái lập sang chấn với người mẹ. Tuy nhiên, câu lạc bộ đã không hỗ trợ cháu L được đúng như kế hoạch. Có lẽ đợi cháu L xuất viện, rồi nếu anh A vẫn tiếp tục nhờ, chúng tôi sẽ hỗ trợ tiếp tục. Anh Lê Thành Trung cho biết thêm. Trong kế hoạch hỗ trợ đã trao đổi với anh A trước khi cháu L sinh con, câu lạc bộ đã lên các phương án cụ thể để hỗ trợ phù hợp. Với kinh nghiệm từng hỗ trợ nhiều trường hợp trẻ vị thành niên bị xâm hại, trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, họ đã tìm được nơi ở mới, chuyển trường cho cháu L, hỗ trợ pháp lý cũng như hỗ trợ tâm lý cho cháu. Anh tiết lộ, câu lạc bộ đã kết nối với Ủy ban Bảo vệ Trẻ Em để bố trí hỗ trợ chuyển nhà, đã xin được trường mới cho cháu lờ học sau khi ổn định về sức khỏe. Nhà tạm lánh để nuôi cháu bé sơ sinh cũng đã được chuẩn bị, cũng có người đã nhận anh A vào làm việc phù hợp để có thể trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, tất cả những điều này chỉ được thực hiện nếu anh A còn muốn câu lạc bộ tiếp tục hỗ trợ, với quan điểm giúp cháu lờ có thể gặp lại con, kết nối với con trong tương lai. Anh Trung nói, Chúng tôi được biết có một người thân trong gia đình anh A đang quyết liệt muốn cho cháu bé đi làm con nuôi ở xa. Người này cũng có thể gây sức ép cho anh A để thay đổi quyết định trước đó. Chúng tôi chỉ tập trung hỗ trợ nạn nhân của vụ việc trên tinh thần giúp trẻ bị xâm hại trở về hòa nhập cuộc sống. Quan điểm của chúng tôi có cân nhắc cả phúc lợi của những đứa trẻ sinh ra từ vụ xâm hại. Dù vậy, thực lòng chúng tôi không muốn tác động hay can thiệp vào chuyện nội bộ của gia đình. Cho đến thời điểm này, chúng tôi vẫn tôn trọng quyết định của gia đình và sẽ hỗ trợ trong khả năng ngày 19 tháng 4, liên quan tới vụ án bé gái DTNL, 12 tuổi, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, bị hiếp dâm dẫn đến mang thai và vừa sinh con. Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đã có ý kiến về vụ việc. Theo đó, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam kịch liệt lên án hành vi của đối tượng đã xâm hại bé gái trên và đề nghị các cơ quan chức năng sớm xử lý thật nghiêm khắc đối tượng đã gây ra vụ việc đau lòng. Đồng thời, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cũng đề nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền áp dụng các biện pháp cần thiết để trợ giúp về mặt tâm lý, tinh thần, pháp lý, vật chất, giúp cháu sớm ổn định để tiếp tục học tập. Theo ông Hà Đình Bốn, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, đây là vụ việc rất đau lòng, để lại những hậu quả nặng nề cho chính bé gái bị xâm hại và gia đình. Qua vụ việc này, để hạn chế tình trạng xâm hại trẻ em, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam khuyến cáo những người làm cha làm mẹ cần phải được trang bị kỹ năng để bảo vệ, quan tâm, cũng như tìm hiểu khi con trẻ gặp vấn đề về sức khỏe, tâm sinh lý. Với con trẻ, khi gặp các biểu hiện xâm hại tình dục, các em phải biết vượt lên chính mình, dũng cảm, tố giác, ngăn chặn sự việc. Với người thân, khi phát hiện trẻ có dấu hiệu bị xâm hại, phải nhanh chóng trình báo tố cáo với cơ quan công an nơi gần nhất, tránh tình trạng che giấu hành vi xâm hại tình dục trẻ em vì bất cứ lý do gì. Trước đó vào ngày 17 tháng 4, công an huyện Thanh Trì đã khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái DTNL 12 tuổi ở xã Tam Hiệp bị hiếp dâm dẫn đến mang thai và vừa sinh con. Đồng thời cơ quan công an cũng áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nghi phạm gây ra vụ việc đau lòng để phục vụ cho việc điều tra. Thank you.